Số 773, Phật thuyết Bồ Tát tu hành tứ pháp kinh, hai dịch đời đường, Tam Tạng, Địa Bà Ha La, người xứ Thiên Trúc. Vừa nghe như vậy, một thời Phật ở tại khu vườn rừng Kỳ Đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá Vệ, cùng với đông đủ chúng đại tỳ kheo 1.250 vị. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các ông đã được vô lượng lợi ích nên cầu đại Bồ Đề vô thượng của Phật. Vì sao? Vì đại Bồ Đề của Phật là thế gian và suốt thế gian không ai bằng. Nếu các chúng sinh đời vị lai phát tâm muốn cầu đại Bồ Đề của Phật phải tu bốn pháp, đó là: một, phải phát tâm đại Bồ Đề, ta mất thân mạng cũng không tráo lui; hai, phải gần gũi bạn lành, ta mất thân mạng cũng không xa lìa; ba, phải tu tập nhu hòa nhẫn nhục, ta mất thân mạng cũng không sân giận; bốn, phải ở chỗ yên tịnh, ta mất thân mạng cũng không nghĩ đến chỗ ồn ào. Thiện nam Đại Bồ Tát, phải tu học bốn pháp như vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: muốn cầu các thắng quả, phải phát tâm Bồ Đề, siêng năng tu tinh tấn, phải gần thiện tri thức, nhẫn nhục Phật khen ngợi là người có sức mạnh. Nơi chỗ vắng thánh tục giống sư tử không sợ. Đức Thế Tôn nói kệ xong lại bảo: những người có trí tuệ và đại từ bi luôn tu bốn pháp như trên, người như vậy chắc chắn có thể thoát khỏi sinh tử, lìa khỏi lưới ma, thành tựu đẳng chánh giác, đắc đại niết bàn. Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh này xong, các tỳ kheo, các bồ tát nghe Phật giảng nói đều rất hoan hỷ, tín thọ phụng hành, làm lễ và lui ra.